Xin chào đó các bạn à. Hôm nay tiếp tục mình đến cơ sở của anh Thanh Sơn các bạn. Thế mình review cái chiếc cano 6m3 của bạn Hoàng Sơn ở Kiên Giang. Thì lúc trước thì chiếc cano của bạn Hoàng Sơn thì lắp cái máy 4GH các bạn. Nhưng mà hôm nay đổi lại cái máy khác các bạn. Đổi lại cái máy là Mitsu 4D56. Thì cũng vẫn là hộp số tua đồng tua ha. Hộp số tua đồng tua. Nhưng mà đổi cái máy khác nha các bạn. Lúc trước thì là đặt cái máy 4GH. Bây giờ đổi lại là cái máy Mitsubishi 4D56. Cái máy này thì thấy chắc nó giọt hơn các bạn. Hiện tại thì bạn Hùng đang lắp đặt cái đầu bơm các bạn. Đầu bơm phụ á. Lắp cái đầu bơm làm nước máy các bạn. Đang gắn vô ha. Đây, mình đang đứng giữa cano đó bạn. Cano của bạn Hoàng Sơn ở Kiên Giang. Này gần rồi hết các bạn. Khoảng 90% rồi. Đủ hết rồi. Còn lắp dàn kèo mui nữa là xong. Dàn kèo mui với mui. Thì bữa nay mình lên Ninh Sơn làm gần xong rồi mình test thử các bạn. Đây. Hộp số khóa đề đầy đủ các bạn. Dây nhợ thì chưa gọn gàng ha, tại vì cái này mới test thử ha. Khi nào làm sạch đẹp nữa rồi mới giao cho bạn Hoàng Sơn nha. Tại vì cái này cũng mới thử nghiệm nè, bước đầu các bạn. Chứ dây rồi làm cho nó gọn lại. Bạn Hùng đang điều chỉnh cái hệ thống bánh lái ha. Điều chỉnh bánh lái với cái chiến dịch. Dàn đuôi này, tất cả là bằng inox nha các bạn. Inox hết luôn à. Rồi, gắn hàng chục đuôi chứng dịch nha các bạn. Tại vì máy này nó có hộp số. Bởi vì cái đuôi nó mình phải ấy thêm hai con ốc ra sao nữa. Để sợ nó vụt chứng dịch nha các bạn. Rồi anh em chuẩn bị hạ nó xuống là test nha các bạn. Hạ nó xuống. Dặn thêm cái này cho nó cứng. Đặt kê hai con các bạn. Đặt kê hàng ốc. Chiến dịch này thì chiến dịch ba chia. Chiến dịch này rất là xịn các bạn. Chiến dịch này dịch Thái. Hệ thống bánh lái được bên anh Thanh Sơn làm rất là cứng cáp các bạn. Thấy rất là cứng. Tất cả đều bằng inox xịn các bạn. Bắt đầu anh em bắt đầu cạo máy xuống nè. Xuống rồi chưa? Thế lại rồi hiểm. Ra đây rồi bỏ xuống. Nhìn ngồi. Bỏ xuống hầm đúng không? Là Mitsu gì mấy? Mitsu 4D56. Bị bỏ bình vào test nha.
rồi, đứng lên để mình chết quay. Quay nè.
này chú ba ổng chạy thử chiếc cano của ông Hoàng Sơn nha. Dễ chạy xe mà chú ba, xe có ba da, con này đâu có ba da đâu. Dạ dễ hơn mà. Dạ 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 dễ hơn xe. Mà giờ cái đâu đi tốc độ quen rồi. Ờ. Ở nhà